Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mùng 1 tháng 9, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ và mở combo của 8 dự án. Đầu tiên thì chúng ta sẽ mở thẻ của dự án Hamster Combat. Và đây là cái mã code của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mật mã hàng ngày. Rồi tiếp theo thì chữ F sẽ có hai chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Với các dấu chấm tròn, các bạn sẽ nhấp nhẹ ngón tay trên màn hình và buông ra. Còn với dấu gạch ngang thì các bạn sẽ giữ lì ngón tay trên màn hình khoảng 1 giây rồi các bạn sẽ buông ra. Chữ F sẽ có hai chấm tròn, một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ U sẽ có hai chấm tròn, một gạch ngang. Chữ N sẽ có một gạch ngang, một chấm tròn. Chữ K sẽ có một gạch ngang, một chấm tròn, một gạch ngang. Chữ Y sẽ có một gạch ngang, một chấm tròn, hai gạch ngang. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 1.000.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhiệm vụ, danh sách nhiệm vụ hàng ngày. Ở đây thì chúng ta sẽ nhấp vào quyển lịch này để điểm danh nhận thêm phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục mini game. Như vậy là mình đã mở khóa thành công. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với dự án MemeFi. Mật mã của MemeFi ngày hôm nay sẽ là 4 con số 2. Các bạn sẽ gõ 4 lần vào vị trí số 2. Thì với bạn nào đang level 14 cùng với mình thì chúng ta sẽ gõ vị trí thứ 2 là ở cái khoảng miệng này nhé. 1, 2, 3, 4. Như vậy là mình đã nhận được là 1.000.000 xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục earn ở đây để làm nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ xem video này thì nó sẽ có một cái mã code nhé. Đây chúng ta sẽ xem cái video là earn 10.000 này. Earn 10.000 đô đấy nhé. Các bạn lưu ý là mã code nó sẽ đi kèm với tên của video. Chúng ta phải điền mã code nó đúng cái video đấy thì mới được. Rồi chúng ta sẽ nhấp tiếp vào và nhấp vào mục YouTube channel. Video này nó dài 7 phút các bạn nhé. Cái này thì chúng ta chỉ xem tóm tắt qua và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại luôn này. Ở đây kiểu gì nó cũng phải có dây giờ đếm ngược chứ nó chưa cho chúng ta check luôn. Đấy, con này còn hơn 3 phút nữa. Thì bây giờ là mình sẽ đi mở các cái thẻ khác rồi 3 phút sau mình quay lại đây nhập mã code nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái dự án Pixelverse. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào phần thưởng này. Claim phần thưởng điểm danh hàng ngày. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến Dini Combo nhấp vào chữ chơi. Và chúng ta sẽ mở thẻ lần lượt từ bên trái này qua bên phải. Đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Và đây là chiếc thẻ thứ hai, thẻ thứ ba này. Và thẻ số 4. Đây là thẻ số 4 nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào kiểm tra. Ở đây nó báo hoàn thành 100% là mình đã mở đúng thẻ, mình sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Gamecoin. Con Gamecoin này ngày hôm nay thì thấy giao diện của nó hơi khác này. Đầu tiên các bạn sẽ vào mục Dini Combo. Rồi chúng ta sẽ mở thẻ ở trang, không biết là trang số 1 có không, hình như là trang số 3 này, mình thấy cái thẻ giống ở trang số 3.
Ở đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay nhé. Mình thấy là dự án này nó mới chỉnh lại những cái số điểm và cái số level của chúng ta này. Bình thường là mỗi một cái thẻ này là nó sẽ tốn rất là nhiều xu, bây giờ nó chỉ tốn có 3k thôi này. Ở level 6 mà tốn có 3k, nó chỉnh lại hết rồi các bạn nhé. Lúc trước con này nó cho rất là nhiều xu nhưng bây giờ nó lại cho quá là ít luôn. Rồi chúng ta sẽ vào trang thứ hai. Trang 2 không có thì chúng ta sẽ sang trang số 1 nhé. Và đây là chiếc thẻ của ngày hôm nay. Chúng ta vẫn còn một chiếc thẻ nữa mà chưa tìm được. Con này nó ở trang số 3, số 2 gì đấy. Lúc đấy mình nhìn nhưng mà không để ý kỹ được. Ở đây các bạn nhé. Như vậy là có hai chiếc thẻ ở trang số 3 này. Chiếc thẻ đầu tiên và chiếc thẻ số 3 này nó sẽ nằm ở trang số 3, còn chiếc thẻ thứ hai này nó sẽ nằm ở trang số 1. Bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án Virtus. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhận thêm phần thưởng đào coin tự động này. Rồi chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục này nhé. Ở đây chúng ta sẽ claim cái phần thưởng đào này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp mũi tên bên này. Thẻ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là chiếc thẻ này. Thẻ thứ hai là thẻ này. Thẻ thứ ba đây các bạn nhé. Và thẻ số 4 là cái thẻ này. Như vậy là mình đã mở thẻ thành công để nhận được 16,3 cái đồng Virtus. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái meme file này để nhập mã code nhé. Rồi chúng ta sẽ vào lại cái mục earn này. Vào lại cái video earn 1.000 đô này nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái mục video ở đây. Nhấp mũi tên này. Và bắt đầu là chúng ta sẽ nhập cái mã code của nó vào. Mã code nó sẽ là protocol này. Ở đây mình thấy là nó đang để viết hoa tất thì chúng ta cũng sẽ để viết hoa cho nó đúng theo cái mã code của nó nhé. Và đây là cái mã code của ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục check này. Như vậy là mình đã mở khóa thành công cái video này nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo. Đó là dự án Time Farm. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục kiếm này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ vào lời tiên tri của thời gian, vào mục quyển lịch này. Và nhấp vào số 2024 này, kéo lên chọn 2020. Rồi chúng ta sẽ nhấp mũi tên ở trên này cho nó tiến lên đến tháng 12. Và chúng ta sẽ chọn ngày mùng 1. Tiếp theo thì nhấp vào chữ set này. Kết quả sẽ là mùng 1 tháng 12 2020. Chúng ta nhấp vào kiểm tra ngày. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 100.000 xu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với dự án Jockey Rabbit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục earn ở đây. Và chúng ta sẽ điểm danh hàng ngày để nhận thêm phần thưởng này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ mở thẻ trứng phục sinh. Bây giờ thì các bạn sẽ vào mục min ở bên dưới này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi mở thẻ của ngày hôm nay. Đầu tiên mình tìm ở trang này xem có không nhé. Trang này không có thì chúng ta sẽ vào trang claim. Đây là thẻ đầu tiên các bạn nhé, thẻ Yoga này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng tiền ở góc trên này, chúng ta nhấp vào nó là được nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ sang trang code đi. Các bạn sẽ vào mục code này. Rồi vào mục claim này. Chúng ta sẽ kéo lên để tìm. Đây là chiếc thẻ thứ hai các bạn nhé. Đấy các bạn sẽ thấy cái đồng tiền góc trên này. Chúng ta đã mở được hai thẻ rồi. Và còn một chiếc thẻ nữa. Thẻ nữa hình như nó cũng ở trang này luôn đấy.
Trang này không có thì chúng ta sẽ vào cái mục update này. Hình như là cái thẻ này đây các bạn nhé, chúng ta thử nhấp vào xem nào. Chính xác luôn, ở đây có một cái đồng tiền màu bạc bạc này nhé. Như vậy là mình đã mở được 3 chiếc thẻ chứng phục sinh, chúng ta nhấp claim để nhận 1 triệu xu. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cụm từ khóa của ngày hôm nay. Trên máy của các bạn thì nó sẽ sắp xếp lộn xộn các cụm từ này. Việc của chúng ta là sắp xếp lần lượt từ 1 đến 12 theo đúng mẫu này. Thì chúng ta sẽ nhận được là 2 triệu 500 nghìn xu. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn thao tác. Với số 1 này thì chúng ta sẽ sắp xếp và chuyển từ số 9 lên nhé. Tài khoản của mình sẽ chuyển từ số 9 lên, còn của các bạn là các số khác nó sẽ không giống của mình đâu, nó đảo lộn hết. 2 là radio là từ số 6 chuyển lên này. Số 3 sẽ chuyển từ số 9 lên số 3. Số 5 lên số 4. Số 7 lên số 5. Số 11 lên số 6. Số 8 sang số 7. Số 12 lên số 8. Số 12 sang số 9. Số 11 lên số 10. Số 11 sang số 12. Và đây là kết quả đúng này, chúng ta sẽ nhấp vào đây để kiểm tra nhé. Bây giờ mình sẽ nhấp claim để nhận phần thưởng 2 triệu 500 nghìn xu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus. Các bạn sẽ nhấp vào mật mã ngày. Ở đây nó sẽ có 3 cụm từ. Cụm đầu tiên sẽ là 7812. Rồi chúng ta chờ nó tích xanh xong thì nhập cụm thứ hai là 543. Cụm thứ 3 sẽ là 2961. Như vậy là mình đã mở khóa thành công để nhận được 2.000 cái đồng ONX này. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều coin. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.